Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em có ghé cái của quyền của chị Nhung ha. Vừa là gia bảo 1 ha anh em. Ở đây thì tới 2 3 vựa lận nha anh em. Gia bảo 1, gia bảo 2 và gia bảo 3 ha. Thì chuyên cung cấp các loại mai cho anh chị em mình chơi Tết và hàng bán sỉ lẻ luôn nha. Ở đây thì nhà vườn số lượng nhiều quá nên nhà vườn cần bán sỉ nha anh em, bán tại vườn ha. Thì anh em nào mà cần số lượng nhiều hoặc là anh em mình có thể chạy xuống mua cây đó, những anh em mình cò lái mua đi bán lại hoặc là mình mua số lượng nhiều gì mình trồng á, thì anh em mình cứ liên hệ số điện thoại ở trên cái bảng gia bảo giùm em ha. Đây đường lộ lớn anh em, đường lộ lớn đây ha, xe tải 8 tấn vô được ha anh em, mình mua cây thì cũng vận chuyển nó cũng khỏe ha anh em. Đây còn cây thì đã sắp bên vườn, số lượng thì cũng thấy còn rất là nhiều ha. Sân này thì đó giờ chị chuyên bán sỉ chứ không hả anh em, không có bán gửi qua mạng ha, không có gửi hàng á, nên nhiều khi anh em mình mua 1-2 cây thì nhà vườn người ta cũng sẽ không hỗ trợ anh em mình gửi được nữa. Đây thì anh em nào một là anh em mình chạy xuống tại vườn, rồi hai thì anh em mình lấy số lượng nhiều, lấy số lượng sỉ thì nhà vườn người ta sẽ tính cái giá hữu nghị cho anh em mình ha. Rồi đây em sẽ quay sơ sơ một số loại, một số cái kích thước và giá tiền cho anh chị em mình để anh chị em mình nắm, rồi anh chị em mình thấy có cần cái loại nào á thì anh chị em mình cứ liên hệ trực tiếp giùm em nha. Số điện thoại thì nãy em có để rồi đó, mai không em để tên cái tiêu đề cho một cái nữa cho anh em mình dễ nhìn ra ha, để nhiều khi anh em mình không có thấy số điện thoại cái anh em mình không có coi trong cái video á. Rồi đây hàng ở đây thì cũng rất là đa dạng nha anh em, hàng từ 30-40 ngàn một cây nè, như giả hữu đức cây rất là to nè. Cây này nếu mà anh em mình lấy cái số lượng nhiều về mình đi mua đi bán lại hoặc là mình trồng gì đó em thấy cũng rất là ngon ha. Cây rất là to nè, 30-40 ngàn. Nếu mà cái này thường thường quay bán sỉ bán lẻ cho anh em mình á thì nó ra cũng khoảng 400-500 ngàn cây rồi ha. Cái cỡ này là thường thường quay chắc khoảng 480 ngàn cây á. Bắt buộc phải vậy anh em, ở đây thì người ta bán tại vườn thì anh em mình ginh cái chậu đi về, còn khi mà người ta bán qua mạng, gửi qua hàng qua mạng cho anh em mình thì phải tốn thêm cái tiền thùng xốp nè, rồi tiền chi phí vận chuyển nữa. Thì cái giá này thì người ta báo trước cho anh em là không có gửi hàng đi nha, người ta chỉ bán hàng chết tại vườn thôi nha anh em, không có đóng hàng, không có tốn chi phí nhiều, không có tốn tiền thùng xốp, rồi không có chi phí vận chuyển, không có công cán gì trong đây nhiều, nên người ta bán cái giá là 30-40 ngàn một cây ha. Anh em thấy cây rất là to nha. Đây cây bên vườn thì em thấy cây nào cũng to toàn đều như vào như vậy hết nha anh em. Ở đây nhà vườn người ta đã vô dây chỉnh sửa hết cho anh em mình rồi ha. Thấy không? Cây nào ta chỉnh cũng sơ sơ hả anh em. Cái những cái nhánh nè, những cái nhánh nào mà nó không có theo vị trí thì người ta sẽ chỉnh ngay cái nhánh đó thôi ha, để cho đỡ giảm cái tiền công, tiền dây xuống nữa một phần ha, với người ta bán được cái giá thành nó rẻ cho anh em mình chơi nữa. Đây anh em thấy không? Nụ rất là đẹp luôn. Cây này có cốt ghép nó già. Cốt rất là to ha, 30-40 ngàn giá tại vườn. Nếu mà ở đây cái giá thì bên chị cũng có nói là sẽ hương lượng tiếp thêm nha, để cho những anh em mua số lượng nhiều thì anh em lấy số lượng nhiều thì nhà vườn người ta sẽ còn bớt cà phê cho anh em mình nữa ha. Đây, người ta cũng mang để cái giá lên để cho anh em mình tham khảo cái giá thôi ha. Nè, nụ coi nè, nụ chất lượng ha. Đây nụ cực kỳ đẹp luôn anh em. Cái lô này giá hữu đức mà nó già mùa thì anh em mình cũng biết rồi ha. Cây này cũng 4-5 mùa anh em, giá nó có 300 mấy ha. Ở đây thì người ta bán sỉ nha. Ở đây rất là nhiều loại giá ha anh em. 300, 400, 400, rồi 200, 170, 160, 188, rồi 150 cũng có luôn cho anh em mình ha. Rồi có hàng 40 luôn. Em sẽ quay dài tới cho anh em mình luôn. Rồi riêng mai tàn thì vẫn là có mai tàn luôn anh em. Nguyên một cái dải mai tàn rất là dài luôn ha. Từ ngoài đầu ngoài đây mà chạy dài múc chỉ vô tổng luôn. Rất là nhiều. Đây, nụ đẹp ha. Nụ rất là đẹp luôn. Lô già mùa. Cái lô này em thấy anh em mình có lấy có số lượng nhiều lấy sỉ á, giá 340 ngàn này anh em mình mua đi bán lại vẫn ngon nha anh em. Mình đi chợ Tết, chợ xuân rồi vẫn được ha. Đây rất là đều cây. Còn cái hàng mà mấy cô đang ginh đây là cái hàng giá là 200 ngàn nha anh em. 200 có, rồi 170 có, 150 có, 140 có. Thì báo giá cho anh em mình ở đây là báo giá chỉ là phỏng phỏng cho anh em mình thôi. Anh em mình nắm cái giá cơ bản xong rồi anh em mình chạy xuống nhà vườn, anh em mình xem cây trực tiếp nha. Vườn thì ở xã Tân Hiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha anh em. Ngay lộ lớn luôn. Anh em mình có gì thì số điện thoại đó anh em mình cứ liên hệ giùm em ha. Gia Bảo. Đây, rất là điều cây. Như cái khúc này là cái khúc 200 à, 108 nữa nè. Đây. Tại vì đó vậy anh em thấy số lượng cây một á là nó nhiều và không có có người làm anh em. Ha, đóng thùng vận chuyển nghe điện thoại rồi đơn hàng này nọ luôn, nó kéo ra nhiều tiền lắm. Thì đây nhà vườn báo cái giá sỉ cho anh em để anh em mình tính cái giá xong anh em mình sẽ chạy xuống mình coi cây trực tiếp rồi mình tính ha. Bông giả hữu đức này nè, như mấy cái hàng này là hàng 160 nè, 140, 160 nè anh em thấy không?
Củ cũng khá là to ha nè. Cái hàng này anh em mình trồng được nè. Đây mình à, anh em nào mà có mua số lượng nhiều á, thì cái này clip hôm nay á, thì nói chung là bán số lượng nhiều ha, bán tại vườn số lượng nhiều thì anh em mình cứ xuống tại vườn mình xem đi. Chung là đi anh em mua ít mua nhiều gì cũng chạy, thường thường cũng chạy xuống coi không à. Đấy ha. Nguyên cái lối này rất là còn rất là nhiều nha anh em. Cái hàng trăm mấy anh 200 nè. Này nguyên một cái lối dài luôn anh em, chung với cái lối mai tàn bên kia ha. Đây. Rất là to nè. Cái vườn này hồi đó giờ em mới quay lần đầu tiên luôn á. Chị chủ hình như cũng có quay con cái gì à. Hồi đó giờ là chuyên bán ở vườn thôi, bán cho sỉ cho những cái nhà vườn khác, người ta mua về người ta bán lại anh em. Ha, thì cái giá em thấy nó nói chung là tâm clip hôm nay á, thì được cái là bán giá sỉ nhưng mà cái giá nó thiệt là rẻ luôn anh em. Tại vì anh em mình cũng tính ra rồi ha, bán nếu mà anh em mình hỏi làm sao mà có những cái đơn hàng mà người ta gửi bên đây lại không gửi đi. Nếu mà người ta gửi hàng đi cái cây 340.000 khi nãy á, anh em mình sẽ cộng vô cái cây đó giờ phải đóng là cái thùng cây gửi ha. Một ha, hai cái thùng, một cái thùng lớn, một cái thùng nhỏ. Thùng nhỏ hết 70.000 rồi, cái thùng lớn hết 70.000, cái thùng nhỏ tại cũng phải 30.000, nó ra hết 100.000 rồi. Rồi nó chạy lên là 440.000. Rồi cộng thêm cái tiền phí ship nó ra hết tầm mấy chục ngàn nữa. Ha, 300, 340, 440, 540, nó ra gần 600.000 một cây anh em thấy không? Cái chi phí vận chuyển cái đó cái gần như cái chi phí tiền lô vậy đó anh em. Thì ha, ha cái tiền lô á giống như đây chạy lên thành phố đi mua cái lô bán mai, mua lô hết mấy triệu, chi phí tiền xe mấy triệu, dân bán mấy triệu nữa. Đó thì nó sẽ chạy ra cái tiền chi phí của cái cây này. Thì đây nhà vườn người ta chuyên bán sỉ để cho một số anh em cần nhiều, lấy số lượng nhiều, mua về trồng nè, mua về bán lại nè, mua về bán Tết đâu đó ha, thì người ta sẽ có cái giá hợp lý để người ta chạy xuống sân. Ở đây thì người ta báo giá thẳng trực tiếp ha. Còn như người ta báo giá ở tại vườn là cái giá ví dụ như 304 đi, mà anh em kêu người ta gửi hàng, ta không có gửi là anh em mình không có nói gì trong clip này nha. Tại vì đây là người ta báo trước là bán sỉ tại vườn ha, nên người ta bán cái báo cái giá tại vườn cho anh em. Chứ không phải là ví dụ như bán ở đây 304 báo trên mạng gần phải 650 một cây mới được ha. Tại vì cái tiền chi phí nổi cái tiền thùng mót không là hết trăm mấy chục ngàn rồi đó anh em. Cái tiền thùng mót, cái cây lớn mà đóng cái thùng mót nó gọn đâu có được, đóng thùng mót phải to to rồi thùng mót dày cái nữa để bảo vệ cái cây là tốn tiền, rồi tiền cước rồi nữa, đủ thứ các kiểu luôn anh em ha. Đây rất là toàn luôn, bự nè. Cây này được cái là còn nguyên sân, còn chưa bán lô nào hết, clip đầu tiên trong cái vườn luôn. Cái vườn này thì cũng mới mở anh em ha, không phải là cái chỗ này thôi, riêng cái chỗ này là mới mở, mới thêm cái khúc này nè anh em thấy còn mới tinh ha. Tại vì cây ta làm trong vườn xong mình ta đam ra ngoài đây, người ta dựa ngay cái bãi lớn ngoài để cho nó tập trung hàng lớn về ha, sân lớn rộng nè. Như mấy cây này 200 gốc nhớt không à, ghép dạo Hữu Đức nha anh em. Em thấy trong cái vườn này toàn bộ là dạo Hữu Đức là nhiều ha. Anh em nào có cần số lượng thì giá này em cũng có nói cho anh em mình rồi đó, 304, 200, 206, 207, 208, 208 gì cũng có hết cho anh em mình luôn. Rồi ở đây là cái lối mai tàn ha, mai tàn nguyên sỉ. Sớm chị cũng nói là bán số lượng sỉ tại vườn thì tùy theo ít nhiều mà cái giá nó sẽ có tăng hoặc là có giảm theo phân khúc nha. Ở đây thì giá nó sẽ trung bình từ 1 triệu nè, 1.2 triệu, 1.5 triệu, 1.7 triệu, 2 triệu cũng có luôn. Nó sẽ tùy theo anh em một á, mua số lượng bao nhiêu cây ha, rồi cách thức giao lưu như thế nào. Một á là lấy hết nguyên cái khu này, nếu mà anh em lấy số lượng nhiều lấy hết luôn thì nhà vườn người ta sẽ để giá rẻ hơn, để giá sỉ cho anh em mình. Còn nếu mà anh em mua số ví dụ như mua 100 cây gì đó thì một á là lấy một cái vạt đầu, hai là lấy nguyên một cái đường dài, anh em thấy không, người ta sắp người ta có cột cây nè thì mình lấy nguyên một cái hàng dài đó. Ví dụ như cái hàng dài này 40 cây, anh em lấy 100 cây thì cứ lấy 2.5 hàng ha, thì nó sẽ đủ. Hoặc là ngược lại thêm cái nữa, lấy trong 3 hàng lựa lấy 100 cây thì giá nó sẽ khác nữa, thì tùy theo cái cách thức giao lưu như thế nào thôi nha anh em, chứ không phải là nó chết một loại giá đâu. Thứ nhất á, nó sẽ chia ra nhiều kiểu để giao lưu lắm anh em ha, chứ không phải anh em mình cứ nói nhảy lên, anh em mình cứ nói vô cái vườn đó nó bán 1 triệu, tôi vô cái nó kêu 1.2 triệu đâu. Không phải, tùy theo mình giao lưu như thế nào, cái cách giao lưu, nhiều cách giao lưu lắm nha anh em. Nè anh em thấy không, nguyên cái vườn của ta người ta rộng như thế này nè. Ví dụ như giờ vô báo cho anh em mình là 1.5 triệu một cây, anh em vô mua 10 cây mà 10 cây anh em mình lựa từ đầu tới cuối, bắt buộc người ta sẽ cơi lên khoảng 3 triệu một cây không chừng nữa. Bắt buộc, tại vì cái vườn của người ta mấy trăm cây mà anh em lựa lấy có 10 cây tội nhất trong 300 cây á, thì những cái hàng rớt lại nó sẽ rớt xuống, hàng rớt xuống đó thì ta sẽ đẩy giá lên
nếu mà anh em mình lựa, cho anh em lựa thoải mái. Còn ví dụ như anh em lấy 100 cây nhưng mà ở trong đây là nó tới 500 cây đi, anh em lấy có 100 cây thì anh em mình lựa qua thì giá nó lại khác nữa rồi. À, rồi nếu mà anh em mình lấy đây 500 cây, anh em mình lấy 200 cây nhưng mà anh em lấy từ một là lấy cái đầu đó đi vô tới đây đó thì giá nó bình thường, còn nếu mà anh em lựa nó sẽ khác nữa. Rồi còn thêm, nếu mà không lấy từ đầu thì anh em mình có thể lấy nguyên một cái hàng dài như vậy, bao nhiêu cây tính bao nhiêu cây, lấy kế hàng tiếp, lấy chừng đầu đủ thôi ha. Nó chia ra cái nhiều cái dạng để giao lưu lắm. Đây mai tài nguyên thủy ha, dạo zin bông á, thì xóm chị cũng có nói là từ 7 cho đến 12 cánh ha. Đa số mai tạo dạo zin này nó sẽ 9, 10 cánh là nhiều, cũng nằm ở tầm trung đó thôi, 9 cánh, 10 cánh, 8 cánh, 9 cánh, 10 cánh, 11 cánh ha. Ít 7 cánh và cũng ít 12 cánh, nhưng mà báo thì phải báo chính xác. Rồi mai tàn ha, ở đây thì trung bình cao em thấy cũng độ độ nha, tầm khoảng 1,5 m cho đến khoảng 2,5 m á. Như mấy cái này là 2,5 m giờ tay không tới nè. Tàn cực kỳ tròn. Nếu mà anh em mình có lấy sỉ thì mình có thể là ghé đây mình coi đi ha, cái vườn nói chung mình cũng sạch sẽ ngon lành, gần lộ nữa thì thuận tiện cho cái việc anh em mình mua bán nha. Đây cực kỳ ha, chung là sang sạch sẽ. Đây mai tàn cây rất là tròn nha. Ở đây em có cái bông sắn vô quay cho anh em mình coi luôn nè, bông đẹp lên chùm nè, cái cốt nè, cốt đôn nè. Đây đặc biệt em thấy nó tròn nha, nguyên cái lô này nuôi rất là đạt luôn anh em, nụ nè. Rồi tiếp theo cho anh chị em mình là một cái lô giá là thanh lý 40.000, không phải là thanh lý này, số bán lượng sỉ chứ không phải là còn thanh lý nữa, số lượng sỉ 40.000 cho anh em. Cây nằm chậu C6 giá 40.000 ghép dảo Thủ Đức. Đây đây 40.000, cây khỏe mạnh như vậy ha anh em mình. Mấy anh em mà chuyên bán lẻ, những anh chị em thường khi mua hàng gửi qua mạng, riêng cái clip này người ta sẽ không có gửi ha. Nhắc lại thêm lần nữa để nhiều khi có anh em cứ tôi đặt hàng sao không gửi, ở đây là người ta giao lưu tại vườn nha. Đó, giá sỉ giao lưu tại vườn dành cho những anh em thợ mua mối lái sỉ lẻ là người ta sẽ coi clip này nhiều. Còn những anh em khác đang có dự định mua về trồng số lượng nhiều thì mình cũng coi coi clip mình chạy xuống vườn, mình trao đổi trực tiếp bên nhà vườn. Còn riêng những anh em muốn mua hàng lẻ thì mình coi những cái clip là thường thường là 3-2 cây gửi hàng, 5 cây bao ship gì đó ha. Thì cái đó là anh em mình mua nhỏ mua ít thì bắt buộc phải qua thêm một cái clip khác nữa ha. Thí dụ như một cái anh A đó đi, anh coi được clip này, anh chạy xuống đây anh lấy cái hàng 40.000 này về đó, anh mua số lượng về sau bắt đầu anh chia ra anh bán lẻ, ví dụ như anh bán lên 70, 60, 70, 2 gửi hàng, 5 bao ship gì đó, thì cộng thêm tiền chi phí, tiền xăng cộ, tiền thùng, tiền keo, tiền vận chuyển đó, thì người ta sẽ đổi cái mai lên. Ở đây thì riêng cái clip này là báo giá sỉ nên cái giá thì anh em mình đừng có so với mấy clip khác. Mốt anh em hỏi sao tội cây mai vậy mà nó bán có 40.000, anh em phải nghĩ ở đây là 40.000 tại vườn và 40 hàng gửi đi là nó chênh lệch với nhau dữ lắm. Tại vì 40 hàng gửi đi thì nó cộng thùng, cộng phí, cộng ship, cộng xăng cộ, cộng công cán đồ vô nữa, anh em mình đừng có so nha, so như vậy là mốt chết nhà vườn nha. Thứ nhất là phải nói trước để cho anh em mình tính. Còn riêng những anh em đang quyết định lấy nhiều thì cứ liên hệ số điện thoại tên tiêu đề. Còn những anh em mua sỉ, mua lẻ thì coi những cái clip mà 2 gửi hàng, 5 bao ship rồi á, chất lượng cây nó cũng y gan vậy ha. Đây cũ nè, 40.000, cái chột này em thấy nó muốn bằng ngón tay út luôn rồi nha anh em. Đây ở đây thì xã Tân Thiền dưới Tân Thiền hay Thanh Tung ta, dưới Thanh Tung này, dưới chắc Thanh Tung rồi quá, tại vì cái vườn của chị là ở dưới về lên chứ không phải là xã Tân Thiền, thì Thanh Tung nó giáp với Tân Thiền ha. Anh em mình có thể là một điện thoại vô nhà vườn để mình hỏi cái địa chỉ chính xác rồi một cái nữa, còn không thì từ ở ngã tư Tân Thiền hoặc là đi đường ngoài nó gần hơn nha anh em. Cái đường này ở dưới nó chạy lên và hoài lên tới tận nhà em tính nha. Cầu Kinh Dòng Xã, anh em mình hỏi cầu Kinh Dòng Xã là sẽ chạy vô ngay tân cái vườn này luôn ha. Rồi thì quay sơ bộ qua cho anh chị em mình để nắm rõ trong cái số vườn, trong vườn cây này nó có những cái loại cây nào ha. Một là dạ Hữu Đức ghép tầm khoảng 5 năm tuổi, giá là 340.000 một cây bán tại vườn. Rồi xong những cái loại còn lại là vẫn là ghép dạ Hữu Đức, ghép gốc nhớt, liền cốt, giá 200, 140, 160, 170, 180 gì đó, tùy theo cái giá số lượng cây anh em mình mua ha. Và ở đây em độ cũng khoảng 500-600 cây dẫu zin như thế này ha. Tàn rất là đẹp luôn, xanh đen.
Nói chung là cái vườn này thì mới em thấy em chạy qua trả lại cái vườn này hoài à, lúc trước là không để mai ha, hôm nay mới dời mai về Tết đây cũng tầm khoảng 4-5 tháng thôi, người ta đã sắp sửa giống anh em cũng thấy mấy cô ginh ở bên đó ha, người ta đang sắp sửa lại ngon lành thì bắt đầu người ta kêu bán ha, bán sỉ. Còn đây nè anh em thấy không, người ta sắp một lối, hai lối, ba lối, bốn lối, năm lối sẵn vậy nè đó anh em mình. Cái giá sỉ anh em mình đã nắm rồi, anh em mình cứ chạy xuống bốc luống nào phái luống nào bốc luống đó thôi ha. Còn mai tàn thì quá đẹp rồi, nụ cực kỳ chất lượng luôn. Cái đám mai tàn này đạt lắm anh em. Anh em nào mà có mua mai tàn zin nguyên thủy để mua đi bán lại hoặc là trồng công trình, anh em mình có thể là xem tới cái lô cây này nha. Tại vì em thấy cái chất lượng cây nó rất là điều cây luôn nha anh em. Điều hiện tại nó rất là điều cây, cộng thêm cái cây này nuôi rất là đạt luôn ha, nuôi đạt cây, cây nào em thấy nó cũng tròn đẹp hết cho anh em mình. Nên muốn mua cái lô này anh em mình khỏi cần lựa luôn ha, người ta đã sắp ra luống như thế này thì anh em mình coi được luống nào anh em mình lấy luống đó ha, anh em mình khỏi cần cực khổ đi lựa luôn. Em thấy nó khá là đều ha, thì anh em mình có thể là chạy xuống xem đi, cũng gần mà ha. Ha, nguyên cái khu bên đây là mai ghép, bên đó là mai tàn, bên kia là 40. Rồi thì giá cả rồi anh em mình cũng đã nắm rõ rồi ha, thì anh em mình cứ xem clip xong mình thấy mình chọn được cái loại nào á, anh em mình mua số lượng nhiều thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn nha. Số điện thoại sớm mình có quay trên clip rồi, cộng thêm hồi em sẽ quay ghi ở trên cái tiêu đề cái nữa cho anh chị em mình xem cho nó kỹ ha. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều, em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn.